Em Thành xin được gửi lời chào đến tất cả anh chị khách hàng đang xem qua kênh của Trung Thực Auto. Em là Thành, nhân viên bán hàng của Trung Thực Auto chi nhánh miền Nam. Địa chỉ cửa hàng của em tọa lạc tại số 709 đường DT 743B, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương nha cả nhà. Trong buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều thứ năm, và em Thành lại tiếp tục cập nhật nhanh cho tất cả anh chị khách hàng một em xe 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Mitsubishi vừa cập bến tại cửa hàng của em. Mẫu xe này thì cũng rất là nhiều anh chị khách hàng hỏi em Thành, thì ngày hôm nay thì em Thành về được một em xe ở phiên bản này là phiên bản cao cấp premium luôn nha anh chị. Ngay phía trước mà anh nhỏ của cả nhà là một em Mitsubishi Outlander. Em xe này của em Thành là phiên bản 2.0 premium 2022 luôn nha cả nhà. Xe đi rất là ít, mới đi được có hơn 30.000 cây một xíu thôi. Nhưng mà được cái là mẫu xe này là mang biển số tỉnh, một chủ sử dụng từ đầu, bác chủ rất là chịu chơi luôn, lên rất là nhiều đồ chơi. Thì ngay bây giờ anh chị cùng em Thành xem qua chi tiết tổng thể mẫu Outlander này cùng với em Thành. Outlander là một mẫu xe 7 chỗ ngồi mà em Thành đánh giá là rất là lành tính. Em Thành cũng đã lên sóng vài lần em Outlander này rồi. Em xe này được cái là lành tính và anh chị đi rất là lợi xăng, bền bỉ đúng không ạ? Ở phía trước là một cái dàn đèn full LED cho tất cả anh chị nè. Ở phiên bản Bre thì được trang bị cho cả nhà là cảm biến quanh xe rồi, và cũng như là ở đây có rửa đèn luôn nha anh chị. Đèn gầm cũng là đèn LED rồi. Đây anh chị nhìn qua cái phần đèn là anh chị biết được bác chủ rất là chịu chơi rồi. Hai bên đều có những cái dãy LED ở phần gầm á. Đây, ở đây cũng vậy nè, ở phần đầu xe cũng vậy. Một cái thiết kế của Outlander rất là đơn giản thôi anh chị, nhìn rất là đơn giản, không cầu kỳ, nhưng mà có một cái sự thoải mái rộng rãi nhất định cho anh chị có thể sử dụng gia đình được. Gầm cao máy thoáng ha cả nhà. Đấy, mình đồng đồng áng sơn si đẹp, rất là đẹp anh chị, đẹp căng luôn này. Đây, những cái chi tiết cản trước cản sau này, thường những cái chi tiết cản này nếu mà anh chị đi mà ví dụ như va quẹt bung ra thì khó làm lại lắm, nhưng mà những cái chi tiết này của em Thành thì vẫn còn rất là liền. Capo là vẫn còn là sơn zin này. Tất cả những cái chi tiết la dăng phay này thì dàn vỏ vẫn còn là zin theo xe, dàn vỏ vẫn còn là zin theo xe đương nhiên rồi, mới đi có hơn 30.000 cây mà cả nhà. Tuần thứ 19 năm 2022 nè, được trang bị cho tất cả anh chị là 4 thắng đề ABS hết, và ở phiên bản Bre này thì cũng được trang bị cho tất cả anh chị rất là nhiều những cái tính năng an toàn luôn. Xi nhan thì tích hợp trên gương đầy đủ rồi ha. Đặc biệt là em xe này của em Thành cũng có cả cam 360 luôn rồi nha anh chị. Nói chung là về chị anh chị chỉ có sử dụng thôi. Xe thì ngoài những cái option của xe thì anh chủ cũng đã lên hết ghế da này kia rất là sang anh chị. Thì một xíu nữa anh chị cùng em Thành xem qua tổng thể bên trong phần nội thất mẫu xe này với em. Em này của em thì có phim cách nhiệt đầy đủ rồi, và cũng như là hai bên thân gương, hai bên gương đều có cảnh báo điểm mù luôn cho tất cả anh chị. Đấy. Mitsubishi Outlander nha cả nhà, 2.0 premium 2022. Đấy. Dàn vỏ còn rất là cao, đều là theo xe hết, và đương nhiên dàn vỏ này anh chị đi khoảng 6-7 vạn anh chị mới phải thay. Nói chung về là chỉ có sử dụng thôi. Và về phần xe thì Trung Thực Auto bên em thì đều cam kết về chất lượng xe cho anh chị rồi, nên là anh chị không phải lăn tăn về cái vấn đề mà chất lượng xe. Bên em thì đều bao anh chị check test hãng hoặc là ra thợ thầy xem thoải mái nha cả nhà. Ở phần đèn sau cũng là một cái dàn đèn LED nè anh chị. Đấy, được trang bị cho tất cả anh chị là các mắt cảm biến đầy đủ luôn. Để em Thành sẽ mở cái phần cốp điện lên cho anh chị xem. Đấy, cốp điện này. Cái phần cốp này nhiều khi có rất là nhiều anh chị khách hàng quên đó anh chị. Thì nắm kéo xuống như thế này thì nhiều khi thật ra thì nó rất là dễ hư cặp ti này luôn. Đây, để em Thành sẽ quay sơ qua cái phần cốp cho anh chị xem. Đấy, những cái chi tiết mũ nhựa này, anh chị nhìn qua là biết được cái chất xe gia đình được, không có một ngày kinh doanh dịch vụ gì hết nha. Đấy, lót sàn 5D sẵn hết cho anh chị luôn. Ở hàng ghế này thì hàng ghế thứ hai thì được cái là anh chị có thể điều chỉnh lên xuống được, tạo cái không gian thoải mái hơn cho người ngồi ở hàng ghế thứ ba. Và những cái chi tiết keo. Đấy, keo cốp này, đinh nè anh chị. Đấy, ốc cốp này. Anh chị thấy đẹp không? Đều phải là chuẩn chất nha, bởi vì em bán ra em còn bảo hành và bao quay đầu cho tất cả anh chị nữa. Anh chị gần xa nếu như mà đang có nhu cầu mua bán, trao đổi xe gầm cao đó qua sử dụng, anh chị có thể là liên hệ trực tiếp qua số hotline bên em, để bên em có thể là định giá xe, hoặc là ví dụ như có xe nào thì bên em là có thể là gửi chi tiết cho tất cả anh chị khách hàng luôn ha. Đấy, anh chị thấy không? Đồng áng rất là liền nha, căng đẹp. Em Thành đều quay một vòng tổng thể thân xe, thì sau đó em Thành sẽ quay vào bên trong phần nội thất cho anh chị xem những cái chi tiết cản sau. Đời này đương nhiên là sẽ có xước xát một tí, nhưng mà chi tiết bề mặt sơn zin của em xe này em Thành đánh giá vẫn còn được tới 95% là sơn zin. Và ngay cả những cái chi tiết la dăng phay này cũng không có dấu hiệu trầy trụa gì luôn anh chị. Bốn la dăng phay còn rất là đẹp. Ok, anh chị vào bên trong phần nội thất mẫu xe này với em. Mẫu xe này thì mang cái màu nội thất là màu ghế da màu đen anh chị. Đây, cameraman có thể là quay vào bên trong cho tất cả anh chị khách hàng xem. Một cái màu nội thất ghế da, ở em này là màu da zin theo xe nha cả nhà.
cái ghế da zin theo xe, nhưng mà chị nhìn cái chất lượng, những cái chi tiết mũi ghế này, mã ghế này rất là đẹp. Và ở phần ghế tài và ghế phụ của em Outlander Brand này thì có tích hợp trang bị luôn cho tất cả anh chị khách hàng là có sửa ghế và cả làm mát ghế luôn nha cả nhà. Đấy, đây là cái tính năng mà em Thành thấy cũng rất là hay. Và đặc biệt là đều có phanh tay điện tử auto hold hết cho tất cả anh chị khách hàng rồi. Một cái yên ngựa rất là đơn giản. Nhưng mà anh chị nhìn tổng quát qua những cái chi tiết mũi nhựa đen này nè. Đó, không có trầy nhiều ha anh chị. Là biết được bác chủ rất là kỹ rồi. Ghế bên tài thì sẽ là cũng là sẽ ghế chỉnh điện cho tất cả anh chị nha. Đấy, đều là ghế chỉnh điện hết cho cả nhà. Ok. Và trên phần vô lăng của xe đây anh chị, có tích hợp đầy đủ tăng giảm âm lượng, đàm thoại đánh tay. Và cũng như là có ga tự động rồi, chắc chắn rồi. Và lại chuyển số trên vô lăng cũng đã được trang bị trên mẫu Outlander này. Như em Thành đã nói lúc nãy thì em xe này của em Thành thì cũng đã có cam 360 rồi nha cả nhà. Cam 360 nhìn cũng ổn thôi. Mẫu xe này thì được cái là cũng ổn ổn tạm thôi. Một cái nút đề nổ startup cho tất cả anh chị khách hàng rồi. Ở đây thì có cửa sổ trời cho tất cả anh chị luôn. Một cái trần nỉ sạch sẽ, đẹp. Đó, anh chị có thể là quan tâm liên hệ cho số hotline bên em ha. Đấy, đây là cảnh báo điểm mù hai bên thân xe này. Và đặc biệt là cũng có cả chỉnh cốp điện này kia ở đây hết anh chị. Cảnh báo va chạm cũng như là cảnh báo lệch lạc đều đã có tích hợp ở trên mẫu Outlander này rồi. Và đây anh chị có thể là thấy là xem qua cái phần vô lăng cùng với em này. Nhìn rất là đơn giản thôi anh chị. Nhưng mà vô lăng được cái là rất là đầm ha. Gọn nhẹ khi mà anh chị sử dụng trong phố, nhưng mà đầm chắc khi mà anh chị đi lưu thông cao tốc. Và những cái chi tiết khỏe vô lăng còn rất là mới. Đấy. Bốn cửa kính đều là auto hết nha cả nhà, đều auto hết. Để em Thành sẽ lên và ngồi lên hàng ghế phía sau cho anh chị xem. Đây là hàng ghế phía sau của em Mitsubishi Outlander 2.0 Premium này. Ở hàng ghế này thì anh chị như em Thành đã nói thì có thể điều chỉnh lên xuống được. Và anh chị cũng có thể ngã ra được ở cái phần ghế này. Hàng ghế này anh chị có thể ngã ra được và tạo cái không gian thoải mái cho người ngồi thứ ba. Nói chung tổng quát qua cái chiếc xe đi hơn 30.000 cây như thế này đã rất là giữ gìn rồi anh chị. Những cái chi tiết táp bi, táp lô còn rất là đẹp. Nhưng mà ghế da này thì nguyên bản zin theo xe mà em Thành thấy rất là sang nha cả nhà. Đấy. Có cửa gió điều hòa ghế phía sau. Và nói tới điều hòa của Mitsubishi thì không có gì để bàn cãi rồi. Lạnh rất là sâu luôn anh chị. Rồi, ngay bây giờ thì anh chị cùng em Thành xem qua cái phần động cơ của em Mitsubishi Outlander này nha. Trong cái tầm tài chính chưa tới 800 triệu, anh chị có thể sở hữu được một em xe 7 chỗ lành, rộng và được cái là tiết kiệm. Dưới nắp capo này là động cơ máy 2.0 nha cả nhà. Cái động cơ 2.0 này của Mitsubishi Outlander thì anh chị đi mức tiêu hao nhiên liệu dao động hỗn hợp nó sẽ từ 7 lít cho tới 9 lít rưỡi xăng cho tất cả anh chị khách hàng ở em Mitsubishi này. Đấy. Máy móc rất là êm ái. Và đương nhiên là em Thành đều cam kết là xe không bị đại tu động cơ hợp số nha anh chị. Bao chết thoải mái cho cả nhà. Thật sự ra thì xe em Thành bán ra thì anh chị có thể là chết test thoải mái mà. Đây, anh chị nhìn qua cái cổ xả này, cameraman có thể là quay ở cái phần cổ xả cho anh chị xem. Ở cái xe anh chị nhìn cái cổ xả là biết đi nhiều hay là đi ít rồi đúng không ạ? Rất là đẹp. Miễn bàn về chất lượng rồi. Chỉ có thể là cân nhắc về giá và có thể là lên trực tiếp cửa hàng của em để xem xe, trải nghiệm cùng với em Thành thôi. Và mẫu Mitsubishi Outlander 2.0 Premium 2022 này mang biển số tỉnh, màu trắng, nội thất đen, chủng chất odo hơn 30.000 cây. Và anh chị quan tâm thì có thể là liên hệ bên em hoặc là đến trực tiếp cửa hàng chạy thử và cũng như là thương lượng giá cân đối cùng với em Thành nha cả nhà. Em Thành cảm ơn chị rất là nhiều đã theo dõi phần video này. Em Thành xin phép là kết thúc video tại ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những mẫu xe tiếp theo ạ.